Đồng Nhi hát on top và biểu diễn vũ đạo nóng bỏng giữa không trung khiến fan sửng sốt. Trong sự kiện bức tường Tiger vừa qua tại biển Nha Trang, huấn luyện viên Giọng Hát Việt 2017 đã khiến fan thót tim khi thực hiện thử thách ở độ cao đến 20m. Đến với sự kiện, Đồng Nhi tham gia liên tiếp 3 thử thách, leo lưới, thử thách vách núi Everest và selfie 360 độ giữa không trung. Đặc biệt để chiều lòng fan, nữ ca sĩ này đã trình diễn bản hit on top và nhảy cực sung ngay giữa không trung trên vịnh Nha Trang. Trong màn chinh phục bức tường lưới, giọng ca on top đã chiến thắng ngoạn mục bằng những động tác cực kỳ chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ tự tin trượt xuống núi tuyết từ độ cao 20m, trái với bề ngoài nữ tính mảnh mai, Đồng Nhi chứng tỏ bản lĩnh chinh phục không hề kém cạnh vận động viên leo núi. Đồng Nhi còn sung tới mức cướp mic của MC để cổ động các bạn trẻ chinh phục bức tường. Đồng Nhi còn sung tới mức cướp mic của MC để cổ động các bạn trẻ chinh phục bức tường phức hợp. Được biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp Đồng Nhi tham gia chinh phục các thử thách độc đáo tại sự kiện. Trước đó, bức tường Tiger 2017 cũng đã thu hút nhiều gương mặt nổi tiếng tham gia như Isaac Khởi My, Only C, Cường Seven, Emily. Trong 3 ngày, ngày 14, ngày 15 và ngày 16 Tây tháng 7, sự kiện bức tường Tiger đã thu hút 12.000 bạn trẻ Nha Trang tham dự cùng hơn 60.000 khán giả phổ biến dõi theo. Sau Nha Trang, thành phố Quy Nhơn sẽ là điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình đánh thức bản lĩnh của bức tường Tiger 2017. Sự kiện vào cửa tự do và sẽ diễn ra trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 4 Tây tháng 8 đến ngày 6 Tây tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!